Tuy đang đứng thứ 14 trên bảng xếp hạng Premier League, nhưng West Ham chỉ có nhiều hơn nhóm cầm đèn đỏ chỉ 3 điểm cùng một trận chưa đá. Chính vì vậy, The Hammers đang tỏ ra vô cùng quyết tâm để hướng tới 3 điểm trọn vẹn tại trận đấu sắp tới đây. Trong khi đó, Arsenal không muốn để tuột mất vị trí dẫn đầu vào tay những đội bóng bám đuôi phía sau và thầy trò huấn luyện viên Eddie Howe cũng đã sẵn sàng cho chuyến làm khách tới London vào giữa tuần này. Với mức kèo chấp hiệp 1, nhà cái đưa ra mức kèo Arsenal chấp West Ham đồng banh ngửa trái với cửa West Ham ăn 1.11 và cửa Arsenal ăn 0.78. Theo đó, West Ham không chỉ thua thiệt về thống kê đối đầu, họ cũng có rất ít ngày nghỉ cho trận đấu này khi vừa thi đấu tại Europa League. Việc phải chơi với một hàng thủ chấp vá cũng sẽ khiến thầy trò David Moyes khó đứng vững trước sức trẻ đến từ Arsenal. Vì thế, một kết quả chiến thắng sớm ngay trong hiệp 1 được dự đoán sẽ xảy ra dành cho Arsenal. Mặc dù gặp bất lợi khi phải thi đấu trên sân khách nhưng với phong độ và chất lượng đội hình nhỉnh hơn, Arsenal vẫn được giới chuyên gia đánh giá là cửa trên ở trận này khi chấp West Ham một trái theo kèo châu Á với cửa West Ham ăn 0.85 và cửa Arsenal ăn 1.05. Với mức kèo này, Arsenal sẽ là lựa chọn an toàn hơn đối với người chơi bởi họ đang có thành tích khá tốt khi thắng kèo cả hai trận đã qua. Tỷ lệ tài xỉu của trận đấu này trong hiệp 1 ở mức một trái với cửa tài ăn 0.79 và cửa xỉu ăn 1.09 là rất phù hợp với phong độ hiện tại của West Ham và Arsenal. Theo thống kê, số bàn thắng trung bình được ghi trong hiệp 1 các trận đấu giữa West Ham với Arsenal là 1.8 bàn. Vì thế, một kết quả tài được dự đoán sẽ xảy ra trong hiệp 1 trận đối đầu sắp tới. Với tổng số bàn thắng cả trận đấu, nhà cái đưa ra mức kèo tài xỉu 2 trái rưỡi 3 trái với cửa tài ăn 1.04 và cửa xỉu ăn 0.84. Hàng công của hai đội đều đang thể hiện rất tốt nhiệm vụ của mình. Trong 5 trận đối đầu gần nhất giữa hai đội thì có tới 4 trận chứng kiến việc có bàn thắng cho cả hai bên. 5 trên 5 trận đấu gần nhất của West Ham và Arsenal thì họ đều ghi bàn. Chúng tôi nhận định đây sẽ là trận đấu có bàn thắng từ cả hai phía cầu môn. Một kết quả tài có khả năng cao sẽ xảy ra. Nhà cái châu Âu được ra mức kèo với cửa West Ham ăn 5.2, cửa Arsenal ăn 1.58, cửa hòa ăn 3.95. Được biết thì Arsenal hoàn toàn áp đảo trước West Ham, điều này thể hiện vô cùng rõ ràng qua 5 trận đối đầu gần nhất của hai đội. Đội khách có phần áp đảo hơn khi giành đến 4 trận thắng và chỉ 1 trận hòa trước đội chủ nhà. Do đó, cửa Arsenal vẫn là một sự lựa chọn an toàn hơn dành cho người chơi. Những con số về trận West Ham với Arsenal mà bạn nhất định phải biết. 30% số bàn thắng của West Ham được ghi trong khoảng thời gian từ phút 16 đến phút 30. 24% số bàn thắng của Arsenal được ghi trong khoảng thời gian từ phút 46 đến phút 60. Trong lần đối đầu gần đây nhất, Arsenal đã thắng West Ham với cách biệt 2 bàn. Ở ngoại hạng Anh, Arsenal có thành tích đối đầu tốt hơn West Ham. Trong 5 lần chạm trán gần đây, Arsenal thắng 4 trận, hòa 1 trận trước West Ham. Số bàn thắng trung bình trong các trận đấu giữa West Ham và Arsenal là 3.6 bàn. Số bàn thắng trung bình trong hiệp 1 trong các trận đấu giữa West Ham và Arsenal là 1.8 bàn.